Từ những nguồn nguyên liệu dồi dào như cây lúa, cây dừa và cây mè, các làng nghề bánh tráng truyền thống có tuổi đời hàng trăm năm qua đã nở rộ như những viên ngọc trải dài trên bản đồ văn hóa Việt Nam. Dưới bàn tay tài hoa của người nông dân Việt tận tụy, cây lúa bình dị nở hoa vàng óng, đem lại hạt gạo trắng tinh khôi là nguồn nguyên liệu chính để tạo ra những chiếc bánh tráng giòn xốp. Cây dừa, một trong những biểu tượng của vùng đất Tam Quan, Bình Định, cung cấp nguồn nguyên liệu quanh năm để chế biến thành nước cốt dừa, cùng với những hạt mè tuy bé nhỏ nhưng lại tạo nên hương vị thơm béo đặc trưng cho từng chiếc bánh tráng. Nguyên liệu đơn giản nhưng tinh tế, những chiếc bánh tráng đã trở thành một nét văn hóa không thể thiếu trong bữa ăn của người Việt, là sự hòa mình vào bản sắc văn hóa và lịch sử của dân tộc. Mặc dù bánh tráng truyền thống có những giá trị văn hóa và hương vị đặc biệt, nhưng quá trình sản xuất lại phải đối mặt với một số thách thức lớn như đòi hỏi sự tận tụy, vất vả lớn từ người làm nghề. Việc làm thủ công nhiều đôi khi không hiệu quả so với quy trình tự động hóa trong sản xuất công nghiệp hiện đại. Quá trình sản xuất phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết, đặc biệt là mức độ nắng và độ ẩm có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Bánh tráng truyền thống thường có quy mô nhỏ, năng suất thấp và không thể đáp ứng nhu cầu lớn của thị trường. Tất cả những điều này có thể làm tăng chi phí sản xuất, làm ảnh hưởng đến chất lượng cũng như thời gian bảo quản, làm tăng giá thành và gây khó khăn trong việc duy trì và phát triển kinh doanh. Khởi nguồn cảm hứng từ những ưu thế về nguồn nguyên liệu quý báu của quê hương Bình Định là cây lúa, mè và cây dừa, cùng sự nhận thức về những khó khăn trong việc sản xuất bánh tráng truyền thống, công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Nguyên Việt Nam đã tận dụng công nghệ và máy móc hiện đại vào quy trình sản xuất để giải quyết những thách thức này. Như vậy mà năng suất và chất lượng sản phẩm được nâng cao, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao từ thị trường. Quy trình sản xuất bánh tráng tại Phương Nguyên được tích hợp nhiều bước và công nghệ để đảm bảo năng suất, đồng thời duy trì được chất lượng và giữ nguyên hương vị truyền thống cho từng sản phẩm. Bắt đầu từ việc ngâm gạo, những hạt gạo thương hạng được lựa chọn kỹ càng sẽ được ngâm mềm, giúp cho quá trình xay nghiền, hòa tan các dưỡng chất trong hạt gạo được diễn ra dễ dàng hơn. Tiếp đến, hỗn hợp được lọc bỏ đi phần bã, chỉ giữ lại phần sữa tinh bột trắng mịn và được phối trộn với những thành phần gia vị khác để tạo nên hương vị đặc trưng cho từng loại bánh. Hỗn hợp nguyên liệu sẽ được bơm qua hệ thống tráng, bột sẽ được dàn mỏng trên vỉ và hấp ở nhiệt độ cao. Sau đó, những vỉ bánh sẽ lần lượt theo dây chuyền vào phòng sấy. Tại đây, chúng được xử lý để loại bỏ một phần độ ẩm. Tiếp theo là bước định hình sản phẩm. Bánh sẽ được cắt theo từng kích thước, hình dạng cụ thể và tiếp tục được mang đi sấy lại một lần nữa để đảm bảo bánh được khô hoàn toàn. Bánh tráng bán thành phẩm sẽ được cho qua máy nướng điện. Những mẻ bánh tráng sau khi được nướng ra lò sẽ được kiểm tra các tiêu chí như độ dày mỏng, màu sắc, kích thước, hương vị nhằm đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn sản xuất tại Phương Nguyên Việt Nam. Sau khi lựa kỹ, những chiếc bánh nướng đáp ứng đủ tiêu chí sẽ được mang đi đóng gói và sẵn sàng trở thành một phần không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của mỗi nhà. Các dòng sản phẩm của Phương Nguyên Việt Nam được khách hàng ưa chuộng hàng đầu hiện nay có thể kể đến như bánh tráng gạo mè, bánh tráng nước dừa, bánh tráng cuốn chả ram. Phương Nguyên tin rằng với các sản phẩm bánh tráng chuẩn vị được làm từ 100% nguyên liệu tự nhiên, đạt được các chứng nhận khắt khe về chất lượng của thị trường như ISO 22000-2018, sản phẩm OCOP sẽ là một trong những sự lựa chọn tuyệt vời trong mỗi bữa ăn của gia đình bạn. Ước mơ lan tỏa hương vị bánh tráng truyền thống Việt dần trở thành hiện thực khi bánh tráng Phương Nguyên đã có mặt hầu hết các hệ thống siêu thị, cửa hàng, chợ truyền thống trên toàn quốc, đồng thời chinh phục nhiều thị trường khó tính như Đài Loan, Nhật Bản. Bánh tráng Phương Nguyên giữ trọn tinh hoa ẩm thực xứ Nẩu.